Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Trong những ngày bước vào nghỉ hè, các bể bơi trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã mở nhiều lớp dạy bơi phục vụ nhu cầu bơi, học bơi cho trẻ em và kỹ năng phòng tránh đuối nước cho thanh thiếu nhi. Toàn thị xã Mỹ Hào hiện có 4 bể bơi hoạt động đó là bể bơi Hướng Dương, phường Minh Đức, bể bơi Gia Phong, phường Bẩn Yên Nhân, bể bơi Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, bể bơi phường Dị Sử, các bể bơi mở cửa hàng ngày phục vụ nhu cầu bơi và học bơi cho trẻ em trong địa bàn thị xã và các vùng lân cận. Tại các bể bơi cũng thường xuyên mở các lớp học bơi cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi giúp các em rèn luyện kỹ năng bơi lội và phòng tránh đuối nước. Hiện nay trên địa bàn thị xã Mỹ Hào nhiều ao hồ và sông bị ô nhiễm nên thiếu ao bơi an toàn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước với trẻ em. Chính vì thế, chủ động phòng chống đuối nước cho các em thiếu nhi trong dịp hè là vấn đề được thị xã đặc biệt quan tâm vào các dịp hè thị đoàn mỹ hào cũng tăng cường phối hợp với đoàn các xã phường mở cơ lớp dạy bơi và kỹ năng phòng tránh đuối nước cho thanh thiếu nhi vì vậy tỷ lệ trẻ em trong thị xã biết bơi ngày càng tăng